Hai chiếc bánh sinh nhật cho hai TikToker hot nhất nhì TikTok, Hưởng Đá và Ngân Hà. Nay thì mình và đồng đội sẽ dành nguyên cả ngày để làm một chiếc bánh thật đặc biệt để dành tặng sinh nhật cho cô em gái xinh đẹp và giỏi giang hot nhất nhì cái top này. Tất cả những hình thù rồi bông hoa trên chiếc bánh này đều là do bên mình nặn thủ công bằng với tất cả sự tâm huyết và chỉnh chu để sao cho lên một chiếc bánh sang và đẹp nhất. Nhiều bạn cứ hay hỏi cái chất liệu nặn ở trên bánh là gì, có ăn được không, thì mình cũng trả lời luôn là hiện tại trên thị trường có 3 loại chất liệu để nặn được trên bánh: một là fondant, hai là gum, ba là xốp nặn tự khô. Gum và fondant thì ăn được, còn xốp nặn tự khô thì không. Mỗi loại thì lại có những cái ưu nhược điểm khác nhau, còn tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của khách hàng nữa. Ai muốn hiểu sâu hơn thì đi học một khóa bánh nặn của tôi trong 3 ngày. Sau khóa học thì ngoài có kiến thức ra thì bạn được tặng đầy đủ một bộ dụng cụ, đảm bảo bạn sẽ làm được những chiếc bánh như này luôn. Quay trở lại với chiếc bánh này thì tất cả những cái chi tiết mà tôi nặn để trang trí hoặc decor chiếc bánh này chỉ là để đặc tả lại một cái thương hiệu thời trang khá nổi tiếng mà gần như người con gái nào cũng thích. Những chi tiết này thì không có thật, mà tôi thì cũng không kinh doanh buôn bán gì cái mặt hàng này, nên là xin các bạn kiểm duyệt viên đừng hiểu nhầm mà đánh thương hiệu bản quyền. Mình xin cảm ơn. Chiếc bánh này thì riêng tiền công nhân sự thôi đã mất đến 2 bạn lành nghề ngồi nặn từ sáng đến chiều mới xong, vì vậy nên riêng tiền lương đã mất 1,5 triệu rồi, chưa kể các nguyên liệu khác. Nếu là bạn thì bạn đồng ý mua chiếc bánh này với cái giá bao nhiêu tiền, hãy cho mình biết nhé. Còn bây giờ chiếc bánh xong xuôi rồi thì mình chuẩn bị sửa soạn mang đi sinh nhật đây ạ. Nhớ theo dõi kênh mình để được xem làm nhiều chiếc bánh và nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa nhé. Xin chào, mình là Tài Bakery. Ngày hôm nay lại là một chiếc bánh khá đặc biệt dành cho ông cháu hot boy Hưởng Đá, 2 triệu follow trên top. Ngồi nghĩ mãi thì chả thấy mẫu nào phù hợp, thôi thì quyết định hôm nay thợ bánh hóa thân thành thợ may cắt cho ông cháu một bộ vest tuxedo. Những người khoác lên mình bộ vest này thì thường là những nam nhân. Tông màu áo thì mình chọn màu xanh và cà vạt thì màu đỏ. Ngực áo thì mình đính thêm quả dây xích và vương miện đôn chề. Nhìn qua thì đã toát ra vẻ bề ngoài trẻ trung, lịch lãm và quyến rũ, và không thể thiếu một chút chất chơi ở trong đây. Xong xuôi thì mình gắn hết phụ kiện lên bánh, thế là xong. Đấy, anh em thấy làm bánh cũng dễ đúng không? Quan trọng là mình cảm nhận, mình hiểu được chủ nhân của chiếc bánh, từ đó thì sẽ cho ra một sản phẩm mang tính cá nhân hóa để sao cho cái người nhận chiếc bánh là cảm thấy là ô, chiếc bánh này là dành cho mình. Làm xong chiếc bánh thì hôm nay tôi đi chọn địa điểm là nhà hàng Trung Quốc Tung Lốc ở trung tâm Anmart Vinhome, và những món ăn phù hợp để set up cho ông cháu tối nay có một buổi tiệc ok nhất.